Và đây là cái bước đầu tiên, các bạn thấy không? Cái da của mình nha, từ một cái da rất là bình thường hoặc là nó cũng không đến nỗi đẹp, phèo cái nó sẽ một chút cho quảng cáo. Nếu như các bạn muốn học từ A đến Z về phần mềm biên tập Premiere nâng cao ấy, thì có thể đăng ký khóa học biên tập Premiere của mình. Tại thì cái khóa học này là những video được thu sẵn, cái giá thành của cái khóa học ấy thì cũng đã được giảm gấp đôi so với lần trước rồi, để các bạn có thể học bất cứ đâu và nhiều người có thể tiếp cận hơn. Ok nhé. Hôm nay mình sẽ chỉ các bạn vài cái cách để chúng ta làm mịn cái dành da. Nhiều bạn thì da nó hơi quá xấu cũng được luôn, nhiều bạn thì da cũng đẹp nhưng mà tại cái môi trường các bạn quay ấy, làm cho da xấu thì chúng ta cũng ok luôn. Ok ha. Cái quan trọng nhất là model đẹp, da của người mẫu á nó đẹp là tự nhiên cái khung hình á mọi thứ nó rất là dễ xử lý và nó cũng rất là dễ đẹp, chỉ cần vậy thôi. Cái đầu tiên mà chúng ta sẽ sử dụng á đó là Beauty Box. Cái plugin này thì mình sẽ để link tải phía dưới cho các bạn luôn. Cái Beauty Box này thì mình thấy nhiều người xài tại vì nó nhẹ, thứ hai nữa là nó cũng nhanh, tiện, gọn ấy. Ok ha. Đối với các plugin làm đẹp ấy thì thông thường cách sử dụng của nó rất là dễ. Các bạn ví dụ như cái layer này của mình sẽ zoom gần cho các bạn nhìn rõ hơn cái da mặt của mình nha. Đó thì da mặt của mình nó sẽ vẫn còn lỗ chân lông, vẫn còn một hai cục mụn nho nhỏ bé tí và cái da của mình nó cũng không đều màu, được chưa? Và bây giờ kéo Beauty Box vào trong cái layer video này, nhấn giữ kéo vào. Đó, thì các bạn thấy da của mình trở nên mịn hơn, đúng không nào? Đương nhiên là cái phần trăm mịn bao nhiêu các bạn vẫn có thể quyết định được, tại vì có những thông số smoothing này rồi skin detail, các bạn ví dụ như tăng cái thông số smoothing lên thì bạn thấy da nó cực kỳ là mịn, nhưng mà nói chung là mịn quá thì cũng không tốt tại vì nhìn quá nhìn nó giả lắm. Còn nếu như mình đỡ trễ vào không nhá, đấy thì các bạn thấy da mình sẽ trở về bình thường. Ok ha. Rồi cái quan trọng ở đây là lúc nào chúng ta muốn chọn mỗi cái làn da thôi, chúng ta không có muốn là nó bị lan ra những cái vùng như là màu vàng vàng này của mình thì phải làm sao? Đương nhiên là phải tới cái phần vùng chọn rồi. Đầu tiên á là để chọn được cái vùng mình muốn, các bạn phải xác định được dark color và light color ở trong cái video. Dark color là những cái vùng da màu tối, ví dụ như ở đây thì da mình tối là cho phần này đi ha. Đây là vùng da tối này, click vào. Ok, các bạn thấy nó mịn hơn không? Rồi light color thì khi mà các bạn chọn light color mình nên chọn những cái vùng như ở trên trán ấy thì ánh sáng nó rõ ràng và đầy đặn hơn. Đó các bạn thấy chưa? Rồi lúc này thì chúng ta mở cái show mask lên xem là cái phần vùng chọn nó như thế nào. Phần màu trắng ấy tức là da của chúng ta đã được chọn, còn những cái phần màu đen là những cái phần bỏ đi nha. Ok, bây giờ đương nhiên là các bạn phải điều chỉnh lại phần trăm những cái phần như là hue, saturation và value để cho cái vùng chọn của chúng ta nó kỹ càng hơn. Các bạn không thể nào để cái phần màu trắng nó lan qua bên cái góc phải này được, tại vì vùng này đâu phải là da đâu, đúng không? Nhưng mà nó lại cùng màu với da, thế nó mới đau. Các bạn phải thông những cái số như là hue rang lại này. Để mình kéo thử lại nha. Cơ bộ là nó rất khó để tách cái màu vàng bên phải này ha. Thì có cách cuối cùng nữa, các bạn trở lại bình thường cho mình. Ok, có cách cuối cùng. Đó chính là các bạn sử dụng cái mask của Beauty Box. Được chưa? Cái mask của Beauty Box. Các bạn bấm vào đây thì cái mask của chúng ta nó chỉ hoạt động trong cái vùng da mà chúng ta cần thôi. Đó, các bạn phải kéo chỉnh lại những thông số như thế này. Tăng một chút cái filter lên nha. Và lúc này á, các bạn tắt mở cái effect Beauty Box thử nha. Các bạn thấy không, nó chỉ ảnh hưởng lên mỗi da mặt thôi. Đó, còn nếu như mà không có cái mask nha thì nó sẽ ảnh hưởng lên cả cái phần màu vàng của bóng đèn nữa, các bạn thấy không? Được chưa? Rồi, ok, vậy là da của chúng ta bây giờ đẹp rồi. Chúng ta chỉ cần chỉnh lên những cái thông số làm sao cho da chúng ta nó ok, ổn áp hơn nữa thôi ha. Cái plugin thứ hai thì đợt trước mình có hướng dẫn cho các bạn sử dụng mấy cái plugin mà kiểu như BCC á. Đó, thì trong BCC nó có một cái beauty luôn. Và cái beauty này khi mà các bạn add vào trong video á, nó đẹp, nó rất là đẹp, nó auto hết mọi thứ luôn, gần như là vậy. Nhưng nó có thể nói là hơi nặng một tí so với máy những bạn nào quá yếu. Với máy mình á, những cái khúc mà mình cần làm đẹp thì nói chung mình chỉ cần làm đẹp một đoạn ngắn thôi, chứ còn làm đoạn dài hơi khó đấy.
Cái plugin BCC và F-Beauty á, thì nó đến từ cái thằng Boris. Nói chung là nó chung một hãng đó. Thì các bạn kéo cái BCC Beauty Studio vào, nó sẽ tự cân bằng lại màu sắc trong video, rồi cái nào ấm, cái nào như thế nào đấy là nó sẽ xử lý hết các bạn kéo á. Đó, được chưa? Bây giờ chúng ta chỉ cần xử lý cái phần smoothing nữa thôi. Đây, mình khoảng tầm 50. Cái mịn này, nó mình gọi là mịn nhưng vẫn còn một chút sự thật ở trong đấy. Nhìn rõ không? Đây các bạn xem này. Được chưa? Đó, lỗ chân lông vẫn còn, mọi thứ nó vẫn còn. Nhưng nó cho mình một cái cảm giác là da này mịn thật, chứ không phải mịn bằng plugin, bằng phần mềm. Còn cái S-Beauty nó cũng đến từ chung nhà với BCC là Boris luôn. Khi bạn kéo vào video ấy, nó cũng gọi là đẹp, nhưng mà đẹp theo kiểu là nhẹ nhàng, mịn một cách nhẹ nhàng. Các bạn coi nè. Ồ, nó còn nâng tông làm cho cái da mặt của mình như là có cái glow ấy, nó tỏa sáng hơn. Thì bác nào mà hay làm những video mà mấy bạn gái ấy, được chưa? Thì thích da những cái bạn ấy có ánh sáng hơn, tỏa sáng hơn thì có thể dùng S-Beauty này. Theo mình thấy BCC là nó nặng nhất, S-Beauty thì nó cũng bình thường, nó không có đến nổi lắm ha. Đó, rồi. Đáng nhẽ ra là mình nói chỉ có hai cái thôi, nhưng mà tự nhiên mình nhớ là hình như có cái thứ ba là nó trong cái phần Redgen á. Lần trước mình cũng đã nói về cái plugin này rồi, nhưng mà cái bộ màu sắc của Redgen là một cái bộ riêng nha. Khi mà các bạn sử dụng cái Cosmo 2 này, nó sẽ làm đẹp da cho các bạn một cách nó nhẹ nhàng, cũng giống như là Beauty Box, khá là ngon. Về cái thằng Cosmo 2 ấy, thì mình chưa có xài nó nhiều dữ lắm. Mình mới xài nó một lần à, mình cũng không nhớ mà cũng không có ấn tượng gì, để mình xài lại thử xem. Ồ, ở đây thì mới vào là chúng ta phải chấm lại cái màu da cho nó nhận biết này. Ồ, các bạn thấy là da của mình ấy, cái Cosmo 2 này nó sẽ cố gắng đưa da của mình về cái tông màu chuẩn của cái làn da. Đó, rất là hay ở cái này ha. Nói chung là nếu mà cái timeline của mình mà đỏ lè như vậy thì chắc chắn là thằng Cosmo 2 này nó cũng hơi nặng. Nó không có phù hợp với những bạn máy yếu đâu. Cái phần vùng chọn thì cũng không có được gọi là perfect cho lắm. Đương nhiên chúng ta vẫn phải chỉnh lại những cái vùng chọn. Nhưng theo mình thấy thì đây cũng là một cái công cụ rất là hay, và cũng được một số người, cũng hơi nhiều người sử dụng một tí. Ok, không biết là xong ba cái phần plugin vừa rồi thì nói thật là nó hơi tốn công tải thật. Nếu mà chỉnh tay thì nó cũng hơi khó, nhưng mà thôi, nếu mà chúng ta muốn nhanh, muốn tiện, muốn đẹp thì chịu khó tải một chút nhé. Và không biết là các bạn có hứng thú với lại cái series làm đẹp này hay không. Nếu như mà các bạn hứng thú ấy, thì có thể comment ở dưới phần comment của video để mình xem là các bạn thích cái gì. Ví dụ như các bạn muốn kéo dò cho model chẳng hạn, các bạn muốn thay đổi màu tóc, hay là các bạn muốn thay đổi cái gì liên quan đến beauty á, đó, thì mình sẽ cố gắng ra video hướng dẫn cho các bạn. Nhưng mà các bạn phải nói dưới comment để mình biết nha. Ok, cuối cùng thì cảm ơn các bạn vì đã xem hết video này. Hy vọng là cái chút kiến thức ngày hôm nay có thể làm cho video của các bạn nó hay ho hơn. Ok ha, cảm ơn các bạn, bye bye. Ây da, cái giò của tôi. Sao rồi? Ôi. Xong rồi.